Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Trước khi chinh chiến tại Miss Universe, Hoàng Thùy trở thành nàng thơ mở màn show Come Home của Hoàng Hải. Á hậu Hoàng Thùy chính thức trở thành cái tên mở màn show diễn của Hoàng Hải tại Hà Nội, đúng như tên gọi Come Home. Đây được xem là chuyến trở về đặc biệt của Hoàng Hải với những thiết kế mới nhất mà dấu ấn cá nhân của mình. Gắn bó với nhà thiết kế Hoàng Hải ngay từ khi vào nghề, trải qua rất nhiều những thăng trầm trong nghề nghiệp, đến nay Hoàng Thùy vẫn là làng thơ đẹp ở mọi góc với những mẫu thiết kế của Hoàng Hải. Chính vì vậy, với show diễn chủ đề Come Home tại Hà Nội, nhà thiết kế Hoàng Hải tiết lộ Á hậu Hoàng Thùy sẽ đảm nhiệm vai trò mở màn Fit Fact. Hoàng Thùy được xem là một trong những làng thơ của Hoàng Hải khi thường xuyên là cảm hứng cũng như diện các thiết kế của anh trong nhiều sự kiện, chương trình đặc biệt. Nếu biết, Hoàng Hải cũng sẽ đồng hành cùng cô tại sân chơi nhân sắc quốc tế hàng đầu Miss Universe 2019 tại Mỹ sắp tới. Sở hữu nét đẹp hòa quyện giữa phong cách thời trang, cá tính và vẻ đẹp của nữ hoàng sắc đẹp, Hoàng Thùy hứa hẹn sẽ làm nên sức hút khi mở màn show diễn của Hoàng Hải lần này. Bên cạnh đó, những bức catwalk thần sầu sẽ càng tôn vinh lên những thiết kế đẳng cấp của Hoàng Hải, trở thành niềm mong đợi của khán giả. Mở màn cho tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2019, nhà thiết kế Hoàng Hải đưa bộ sưu tập Come Home trở về Hà Nội. Đây cũng là thông điệp rất lâu rồi Hoàng Hải chưa về Hà Nội. Anh mong gom góp những gì là đẹp nhất, tinh hoa nhất để giới thiệu với khán giả thủ đô. Tiết lộ về các thiết kế của mình sắp tới, anh cho biết vẫn trung thành với những thiết kế sang chảnh, cầu kỳ dành cho các quý cô lộng lẫy. Vẫn dòng Haute Couture duy nhất ở Việt Nam được anh sáng tạo và chăm chút. Mọi người sẽ thấy trang phục của Hoàng Hải được chăm sóc từng đường kim mũi chỉ, tất cả đều bằng thủ công, năm nay trùng với thời điểm cuối năm và... Cùng với cảm hứng từ những khách hàng là những người phụ nữ hết sức nữ tính và muốn mình đẹp, gợi cảm hơn, Hoàng Hải sẽ có những đường chia sẻ táo bạo. Như chiếc đầm đuôi cá tôn ba vòng đồng hồ cát, điểm nhấn là cá đính đá cầu kỳ lấp lánh. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.